Sáng ngày 16 tháng 11, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường, tổ chức hội nghị nghe các tiểu ban báo cáo tiến độ thực hiện những nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì hội nghị, hướng tới kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường, 1822-2022, huyện đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chuỗi các hoạt động đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm bề dày lịch sử, văn hóa của địa phương. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường, được tổ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2022 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, xứng tầm, Ủy ban Nhân dân huyện đã ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban tổ chức, thành lập và phân công nhiệm vụ 3 tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức, tiểu ban nội dung tuyên truyền, tiểu ban cơ sở vật chất, lễ tân, tiểu ban an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, như công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường, trang trí, công tác tuyên truyền, công tác đón tiếp đại biểu, sơ duyệt kịch bản buổi lễ. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường có ý nghĩa rất quan trọng. Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị các thành viên ban tổ chức, các tiểu ban, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó lưu ý đảm bảo công tác tuyên truyền trực quan, tạo không khí vui tươi trong cán bộ, nhân dân, đảm bảo an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra buổi lễ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác hướng dẫn, đón đại biểu về dự lễ tận tình, chu đáo, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho lễ kỷ niệm, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các thành viên ban tổ chức, các tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đảm bảo lễ kỷ niệm được tổ chức an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.